dương trâu co sang ở bay khác đầm bay ao dương ai đa tam sụp bẩn rồi bỏ dương bàn khi sông lớn nơi bồ hà sa một khía tha sụp bẩn cứ chưa cầm nát đã rụp bay chẳng hay sông ở bây giờ mất tiếng ngọc này giúp đi tập trà là thả sụp bẩn cứ chưa cầm nát đã rụp bay việc còn tại các đặc nông chất cầm nát rồi bỏ dương thì còn tai vì ăn miên rụp riêng thì chẳng đầm bay ao rụp riêng khai thì chưa cáp bất bởi thân chỉ dương chỉ thân ạc rục rộng cả bất miền bịa buồn mặt lâu khi xong chun buồn mặt nâng đòi khlấy buồn mặt thì mỗi dương an mất tha pole cứ màu bị bịa là planning, organizing, leading and control nâng cứ rồi biếp nộp nông ca rục rộng đồng bây ôi sổ bánh nâng khai chỉ cả bất bố cả bất nộp nông sở tha bánh mùi mùi ong cả phiếp mùi mùi có miền sổ bánh có miền đành chắc không phải sai rồi bọc luôn này bởi thân chỉ dương kết thư xây bạp chụp bốn đầm bây ao sở bân khai chỉ cạp bất rồi còn đầm bây ao chạc khổ bị say nâng viết từ và chân chỉ rụp riêng cứ kê miên thư xây bỏ kế thả PDCA miên này thả Plan Do Check Action cứ miên này thả miên phèn cá ăn vọt rồi hơi bàn dương trâu bị nất mới tất cả ăn vọt nâng bàn là o rưu ớt rồi hơi dương chắc được thiên tất cả cây đầm rầu bần tay bẹp con chỉ môi nâng thả tớ thư dòng mách ao dương đa tam sở bân nít khiêm xông lớp thư xây đại dương hào tha ất tỷ bát thọ miền đại thái dương phát đau từ lứa sừng cam và phiếp nâng chỉ cô tiếng buồn đại thưa ao dương sầm lạnh nâng không chỉ vật ở bờ dương bàn lọ ở tìm chân bịa thái ất tỷ bát thọ này cứ dương trong sầm đau từ lứa tha chăn té chật tạ vì vậy bị mang xà chân không nâng trong cái tha đầm bấy ao dương đau tam sầm bệnh ở bờ dương bàn lọ cứ dương trâu tại miền chăn tẹo một mà miền chăn tẹo một dương miền sạch đây khá hán tiêm chia sạch nông nông ca thuê cái cá ấy tí pí cứ dương trâu tại miền chất cẩm nứt miền ca rụng pây cất và trâu tại miền sạch tệ và phía rồi lắc chia phải chấm hơi nâng tí bay cả bất đôi lục đất để chẳng quy rút bán bỏ sai khẳng đạo mấy cứ thả cá khất không chia dìm mà và ca cắt không chia dìm dường hạ thở vì để giảm phẹn ấy cứ ca cắt không chia dìm nó cứ dùng khăn na bị pru từ sau đây mỗi cái thà bờ sân chia dương đầy mình chia dìm thế tụ bây chia dương bên phần nhà phần nào cả nói phần nhà dương tây ban bị chạ sau chộp và tại bờ sân chia dương cắt không phần chia dìm cứ bên này thà ca chia dìm rồi bao giờ nó cứ ban đọt sau đầm bây ở bắc phần nhà nặng lớn và thấy cụm đất này cụm đất nâng cụm đất lo lo vì căn tài tranh mau bình thèm tiền có vấn đề xong complete thà dương trâu tại phơi tay mờ dương trâu tại bị nứt mờ dương trâu tại bị phịa dương trâu tại bị chà rạn à bị pru chun cá dương kết hạ dương chọn vấn đề dương bị chà rạn à mờ cá chọn bao dương nước cứ chọn lừa rương trầm trâu ắt chun cá chọn khó rương đi nom ao tại dương từ phơi khôi khát bê bê lì thì tí pí dương tăng chất một một có vấn đề dương trâu kết hạ dương thở có thở bị chà rạn à đây à cá tăng chất bao dương nước cá bớt dương tăng chất phơi rương trầm trâu đại rưỡi ắt bà hơi ca phía diêm rồi bỏ dưỡng coi dưỡng trâu tại vì phía bà chà là đại mến chết tại phía diêm này đôi chị không khơi rụp thọt mũi chị đã thả khám mê mà nè vì không ông phong còn lán bên lán bài con bản chân khi đã thả vì cứ chị ca phía diêm mình trầm trâu bộ bờ dân chị dương mình bị phía bà chà là tế dương ai nâng chết thật khóm và nâng không khổ hướng ọt bàn phò thì nít cứ không xong tiên chân khai bẹp con chứ mũi đã thơ mách đâm bây ở dưỡng đá tam số bình bỏ dưỡng để dây đòi cả hào thật lấy khlâm khlắng hơi ở trong sông chảy từ nâng sầm nua tỉp đẹp pon chiều muồi nâng rương thả tá miên rụp của môn ấy đang bay ao bị chia chít rồi bao giờ nâng ai cứ riết mà chắc cá đành từ tour khóc trâu lừa Việt Nam luôn ấy và tám head pole và được cả tám head pole thả bay cú bay cổng chùm po bay cú trong nơi ở xa nó không nông chùm hô trong đã đái thả cá bớt rương đại mà nó cua thôi cứ mà nó trâu tại thay tom sọc thiệp vì pro chỉ vất cứ chia đầm na song preng đào về chài miên tại nè miên sọc thiệp là o tế bản ai tàu đo ti đào chài bản bản thân chỉ dương mình miên sọc thiệp là o nội tế cứ dương mình ai đo ti đào chài bản thì và hơi là không biết từ ca bỏ ra thay lịch đính cả bất bản lực là chờ nè và ông pi thật phơi giống mách ao bị chia chia dương nó miên sọc phiệp lò mà hay lục mình đã tăn đi ván có thọp chỉ việc mình là con ca chạy lệ thật thương mách ao bị chia chia dương nó miên sọc phiệp lò cái thứ tham khăn này mà tham khăn này
ពួកដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមចឹងមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អគឺមានអារម្មណ៍ល្អមានសតិល្អមានប្រាជ្ញាល្អណាទីពីរគឺត្រូវគិតពីរឿងសុខសុវត្ថិភាពណាគេហ្នឹងគួរតួត្រូវគិតថាយើងត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលដើរតួនៅក្នុងការបង្កើតនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយរីករាយដល់ខ្លួនឯងដល់សង្គមនិងដល់ក្រុមគ្រួសារនិងដល់សង្គមជាតិរបស់យើង ហើយនឹងទី3បានយើងចាប់ដើមពីរឿងការកសាងសមត្ថភាពលោកបណ្ឌិតកឹមហៀងលោកបណ្ឌិតតាន់លីវ៉ាន់លោកបានមានប្រសាសន៍ច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធមួយការកសាងសមត្ថភាពខ្ញុំមិនចាំបាច់ដកស្រាយទេតែខ្ញុំសូមជូនថាអ្វីដែលគួរធ្វើនឹងគឺ3គឺគិតពីសុខភាពហ្នឹងគិតពីរឿងសុវត្ថិភាពសុខសន្តិភាពហើយនឹងគិតអំពីការកសាងសមត្ថភាពចំពោះការនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង3កុំបាទ3កុំ ខ្ញុំសូមឆ្លើយដោយគ្លីថាអ្វីដែលកុំនោះគឺទី1កុំបំផ្លាញខ្លួនឯងទី2កុំបំផ្លាញសង្គមហើយនឹងទី3កុំបំផ្លាញជាតិពីព្រោះការពិតយើងជាក់ស្ដែងហ្មងបាទច្រើនតែទម្លាក់កំហុសទៅលើសង្គមជាតិបាទណាច្រើនតែទម្លាក់កំហុសទៅលើសង្គមជាតិយើងតែងតែនាំគ្នារអ៊ូបាទនាំគ្នាពេលខ្លះគេហៅថា ដែលរអ៊ូរទាំបន្ទោសនេះបន្ទោសនោះថាមកពីនេះមកពីនោះប៉ុន្តែយើងអត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងខ្លួនយើងមើលថាតើការពិតយើងបានធ្វើអ្វីខ្លះអញ្ចឹង3កុំគឺកុំបំផ្លាញខ្លួនឯងពីព្រោះការពិតគ្មាននរណាគេម្នាក់ដែលអាចមកបំផ្លាញខ្លួនយើងស្មើនឹងយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងនោះទេបាទបើសិនជាយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងហើយណាគេថាអីពាក្យនៅក្នុងគោលធម៌ថា បើសិនជាខ្លួនឯងនឹងវាចោលមកទៀតទៅហើយមានន័យថាទោះបីតែព្រះក៏ប្រោះមិនរស់ដែរណាគេហើយពាក្យមួយទៀតថាបើសិនជាមនុស្សនឹងមិនបានត្រៀមជួយខ្លួនឯងទេទោះបីនរណាក៏មិនអាចជួយគាត់រួចបានដែរអញ្ចឹងកុំបំផ្លាញខ្លួនឯងទី2កុំបំផ្លាញសង្គមណាពីព្រោះយើងត្រូវគិតថាឥឡូវនេះនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនេះយើងឃើញថាយើងនៅប្រទេសជិតៗដែលមានការជួយដូរគ្រឿងញៀនច្រើន បាទហើយថ្ងៃមុនគឺភ្នាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើគឺការចាប់បានគ្រឿងញៀនមួយនៅប្រទេសឡាវដែលមានលំដាប់ធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបាទគ្រាន់តែតម្លៃនៃគ្រឿងញៀនដែលចាប់បាននៅថ្ងៃនោះដូចជាមានតម្លៃដូចជា50លានដុល្លារជាងបាទក្នុងគ្រឿងញៀនដែលដឹកមួយឡានហ្នឹងបាទគេហៅថាជាលំដាប់គ្រឿងញៀនដែលធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកហើយខ្ញុំជឿថាយើងសួរថាវាដឹកទៅណាហ្នឹងបាទវាដឹកទៅណា ចឹងប្រហែលជាមានចំណែកខ្លះវាអាចហូរចូលមកស្រុកខ្មែរយើងបាទដូចនេះខ្ញុំគិតថាជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យដើម្បីឲ្យមានម្ចាស់ការបាទណាកុំឲ្យបាត់បង់ម្ចាស់ការកុំឲ្យបាត់បង់ឯករាជ្យសូមកុំទៅពាក់ព័ន្ធរឿងទាំងឡាយណាដែលវាធ្វើឲ្យមានកើតនៅបញ្ហាអសន្តិភាពអសន្តិសុខដល់សង្គមរបស់យើងណាដល់សង្គមរបស់យើងហើយសូមកុំធ្វើទង្វើទាំងឡាយណាដែលការពិត ដោយគេហៅថាច្បាប់មាសសូមកុំធ្វើទាំងអំពើទាំងឡាយណាដែលយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើចំពោះយើងដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងបានសុខយើងមើលទៅគេចង់សុខរឿងអីយើងត្រូវផ្ដោតតែក្តីសុខអូខេនៅរឿងនោះណាហើយអ្វីដែលយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកដទៃធ្វើចំពោះយើងសូមកុំធ្វើចំពោះអ្នកដទៃមួយទៀតគឺពាក្យចុងក្រោយណាកុំបំផ្លាញជាតិខ្ញុំចាំសម្ដីអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក John F Kennedy ថាប្រទេសនេះអាចធ្វើអ្វីឲ្យអ្នកបានអ្នកត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកអាចធ្វើអ្វីដល់ប្រទេសនេះបានក៏ប៉ុនដូច្នេះបើសិនជាយើងកុំបំផ្លាញជាតិប៉ុន្តែយើងបានคลายទៅជាមនុស្សដែលចូលរួមនៅក្នុងការបំរើជាតិជួយកសាងជាតិខ្ញុំគិតថាយើងនឹងคลายទៅជាមនុស្សមិនត្រឹមតែឯករាជ្យលើខ្លួនឯងនោះទេមិនត្រឹមតែជាមនុស្សដែលមានម្ចាស់ការខ្លួនឯងនោះទេ ប៉ុន្តែគឺជាមនុស្សដែលអាចជួយអ្នកដទៃឲ្យពួកគេស្គាល់នៅអ្វីដែលហៅថាឯករាជ្យជួយអ្នកដទៃឲ្យពួកគេបានស្គាល់ទៅថាអ្វីដែលហៅថាម្ចាស់ការហើយជួយអ្នកដទៃឲ្យបានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រេចលើជោគវាសនាខ្លួនឯងបានហើយការពិតចុងក្រោយមិញនិយាយពីរឿង 3 គួរ 3 កុំការពិតខាំផេនគឺក្នុង15ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមានកំណត់មួយខ្ញុំបង្កើតរូបមន្តមួយឈ្មោះថា3ត្រូវ បាទហើយសហគ្រាសរបស់ខ្ញុំគណៈខ្ញុំនឹងដំណើរការក៏ដោយសារតែរូបមន្ត3ត្រូវនឹងដែរណាគេការនោះរូបមន្ត3ត្រូវយើងគឺទី1គឺយើងត្រូវមានវត្ថុធាតុដើមល្អ
ទី 2 យើងត្រូវផលិតឲ្យបានល្អហើយនឹងទី 3 គឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អណាអញ្ចឹងគឺ 3 ត្រូវដែរហើយនៅក្នុងចុងបញ្ចប់នេះគឺខ្ញុំកណារខ្ញុំសូមរំលឹកអំពីពាក្យថាវាសនាឡើងវិញពួកយើងផ្ដោតទៅលើថាឯករាជ្យម្ចាស់ការនិងលើវាសនាខ្លួនឯងដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាវាសនាគឺមាន 2 វាសនាល្អខ្ពង់ខ្ពស់ហើយនិងវាសនាអាក្រក់បាទវាសនាអន់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រោយពីបានតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់ល្ងាចនេះខ្ញុំជំនឿយ៉ាងមុតមមថាប្រជាជាតិយើងនឹងជ្រើសរើសយករយកដែលពាក្យពេចន៍ល្អល្អគំនិតល្អល្អនឹងធ្វើសកម្មភាពល្អល្អដើម្បីឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ ទទួលបានវាសនាល្អឬក៏យើងហៅថាជោគវាសនាដកដងម្ដងបាទហើយយើងនឹងរួមចំណែកដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យបានរីកចម្រើនជាបន្តបន្តហើយខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងថាខ្មែរយើងធ្វើបានបាទណាខ្មែរយើងធ្វើបាន